quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tạp chí Việt Times với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nga bắn hạ 21 UAV Ukraine tấn công Crimea, phá hủy nhiều xe tăng Đức. Ukraine tuyên bố đánh sập máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga, tiếp tục bắn hạ Su-34. Binh sĩ Ukraine tiết lộ vũ khí đáng sợ nhất của Nga trên chiến trường. Israel sẽ không rút quân ở Gaza. Mỹ bắn hạ thành công tên lửa hành trình chống hạm của Houthi phóng ra Biển Đỏ. Sau đây là phần tin chi tiết. Hãng thông tấn Tria Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 1 vừa qua cho hay, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 11 UAV xuất hiện trên bầu trời bán đảo Crimea. Chia sẻ trên Telegram, ông Mikhail Ravozachev, thống đốc Sevastopol ở Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết không có thiệt hại nào từ vụ tấn công bằng UAV của Ukraine và thành phố này. Theo truyền thông Nga, nhiều UAV Ukraine cũng bị bắn rơi ở các vùng của Nga, gồm Belgorod, Bryansk, Kaluga và Tula. Ông Vladislav Sapsa, thống đốc tỉnh Kaluga xác nhận, các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống một tòa nhà ở ngoại ô thành phố Kaluga và không có thiệt hại lớn hay thương vong nào về người. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga với mục đích làm suy yếu năng lực chiến đấu của đối phương. Tạp chí Foreign Affairs cho hay, quân đội Ukraine đã mất đáng kể số xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Đức tài trợ. Trong số này, 1/4 xe tăng đã bị quân đội Nga phá hủy và phần còn lại bị hư hỏng do vượt quá khả năng sửa chữa của Kiev. Xe tăng Leopard 2 đã được sử dụng trong giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, nó đã gặp khó trong việc xuyên thủng các tuyến phòng thủ sâu mà Nga thiết lập. Theo phía Ukraine, chiếc máy chủ bị đánh sập được sử dụng cho các hoạt động liên lạc đặc biệt của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, còn chiến đấu cơ Su-34 bị bắn hạ trên bầu trời Lugansk. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR ngày 30 tháng 1 cho biết họ đã phát động một cuộc tấn công mạng đánh sập máy chủ liên lạc đặc biệt của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Theo thông báo cùng ngày của HUR, do một cuộc tấn công mạng, máy chủ của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vốn được sử dụng cho các hoạt động liên lạc đặc biệt đã ngừng hoạt động và việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sử dụng máy chủ đặt tại Moscow đã bị chấm dứt. Tờ Kiev Independent cho biết thêm, tính đến 9 giờ 24 phút tối ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương, cuộc tấn công mạng của HUR vẫn đang diễn ra. Trong một diễn biến cùng ngày, Andrei Kovalev, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên truyền hình quốc gia, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay phản lực Su-34 của Nga trên bầu trời Lugansk Oblast vào hôm trước. Theo Business Insider, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã bị chặn do Đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ gói an ninh bổ sung do chính quyền Biden đề xuất vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, điều đó có nghĩa là Mỹ không thể giúp sửa chữa, bảo dưỡng các loại vũ khí đã gửi tới Ukraine. Thiếu tướng Patrick Ryder nhấn mạnh rằng, vào thời điểm này, Mỹ không thể giúp Ukraine duy trì các hệ thống mà trước đây chúng tôi đã cung cấp cho họ. Tuy nhiên, thư ký báo chí Lầu Năm Góc không nói rõ những loại vũ khí Mỹ nào ở Ukraine đang cần hỗ trợ sửa chữa bảo dưỡng. Năm ngoái, quân đội Mỹ đã dẫn đầu một nhóm giúp đỡ lực lượng Ukraine sửa chữa vũ khí bị hỏng trong khi chiến đấu ở tiền tuyến, qua điện thoại và trò chuyện qua video. Nhưng hiện hỗ trợ sửa chữa không thể được tiếp tục nếu không có sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ để thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine. Một binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho biết quân đội Nga đang tiến công mạnh mẽ trên chiến trường ở phía đông, nhấn mạnh rằng xe tăng của Moscow đặc biệt đáng sợ. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng thiết giáp Nga, khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ khi xung đột bùng phát và hàng trăm xe tăng trong vài tháng qua. Tuy nhiên, Nga liên tục có các phương án thay thế những tổn thất trên chiến trường. Trong khi đó, quân đội Ukraine gần đây phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược giữa bối cảnh phương Tây chưa thể ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Kiev. Theo các quan chức Ukraine, ở một số khu vực, các cuộc tấn công của Nga đã gia tăng trong vài ngày qua. Họ cho biết lực lượng Nga và Ukraine có thể xảy ra 50 cuộc đụng độ mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông lo ngại việc thiếu sự hỗ trợ của phương Tây sẽ dẫn đến nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong bối cảnh viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm mạnh và ông Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng, nhiều nước châu Âu và khối NATO đã xây dựng kịch bản phải đơn độc đương đầu với Nga trong xung đột vũ trang. Nội tình nước Mỹ hiện nay dường như càng có lợi cho Nga và gây quan ngại cho các nước thành viên khối quân sự NATO.
cựu Tổng thống Mỹ Trump đang trỗi dậy mạnh mẽ và có cơ hội sẽ tái đắc cử Tổng thống trong năm 2024 này. Điều đáng nói là từ lâu ông Trump thề sẽ đưa nước Mỹ ra khỏi NATO. Mới đây, ông Trump còn đe dọa không bao giờ viện trợ cho các nước đồng minh. Trong bối cảnh ấy, nhiều nước châu Âu lo ngại Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO trong thập kỷ tới, trong sự khoanh tay ngồi nhìn của Mỹ. Một số quan chức và chuyên gia tin rằng kịch bản tấn công đó có thể xảy ra vào thời điểm 5 năm, sau khi xung đột Ukraine kết thúc. Theo họ, quãng thời gian 5 năm là đủ để Nga xây dựng lại và vũ trang lại cho quân đội của mình. Tướng Veiko Velopam, tư lệnh sư đoàn tác chiến trên bộ chủ lực của quân đội Estonia, trả lời một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2023. Vài năm vừa qua đã chỉ rõ rằng NATO với tư cách một liên minh quân sự chưa sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quy mô lớn. Nói đơn giản hơn, nhiều quân đội các nước thành viên NATO chưa sẵn sàng chiến đấu với Nga. Điều này không dễ chịu chút nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, tôi nghe những tuyên bố về nhiều thỏa thuận khác nhau. Vì vậy tôi muốn nói rõ rằng Israel sẽ không kết thúc cuộc chiến này cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Điều này có nghĩa là phải loại bỏ Hamas, trả lại tất cả các con tin của chúng tôi và đảm bảo Hamas sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel. Chúng tôi sẽ không rút quân khỏi dải Gaza, điều này sẽ không xảy ra. Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Qatar cùng với Ai Cập và Mỹ đã dẫn đầu các nỗ lực hòa giải kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 7 tháng 10 giữa Israel và Hamas. Mới đây, Thủ tướng Qatar Said Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết các cuộc gặp ở Paris, Pháp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và các quan chức an ninh hàng đầu của Israel và Ai Cập đã dẫn một khuôn khổ cho thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn. Khuôn khổ này sẽ cho phép thả các con tin là phụ nữ và trẻ em trước tiên, cùng với viện trợ cũng được đưa vào dải Gaza. Hôm 30 tháng 1, ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas, cho biết lực lượng này đã nhận được đề xuất liên quan đến lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và sẽ đưa ra phản hồi sau khi nghiên cứu đề xuất này. Theo trang web của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, các tay súng Houthi đã phóng một tên lửa hành trình chống hạm từ Yemen ra Biển Đỏ. Cụ thể, vụ phóng được thực hiện lúc 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 theo giờ Yemen. CENTCOM cho biết tàu khu trục USS Gravely đã bắn hạ thành công tên lửa này, không có thiệt hại và thương vong sau vụ việc. Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất mà Houthi thực hiện trên Biển Đỏ. Trước đó, ngày 29 tháng 1, người phát ngôn của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saleh cho biết, nhằm đáp trả các vụ tấn công của Mỹ và Anh tại các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, đêm 28 tháng 1 theo giờ địa phương, Houthi đã phóng một tên lửa nhằm vào tàu Lewis B. Puller của Hải quân Mỹ, khi tàu này đang di chuyển ở vịnh Aden. Tuyên bố nói rằng tàu Lewis B. Puller có nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng Mỹ tham gia các vụ tấn công mục tiêu Houthi ở Yemen. Nhóm dân quân Kataib Hezbollah hoạt động trên lãnh thổ Iraq thông báo dừng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực leo thang. New York Times ngày 31 tháng 1 dẫn lời Abu Hussein al-Hamidawi, Tổng thư ký nhóm dân quân Kataib Hezbollah hoạt động trên lãnh thổ Iraq tuyên bố, nhóm đình chỉ các hoạt động quân sự và an ninh chống lại lực lượng Mỹ và sẽ tìm những cách khác để bảo vệ người dân ở dải Gaza. Tuyên bố của ông Abu Hussein al-Hamidawi nêu rõ rằng Iran đã gây áp lực buộc nhóm phải ngừng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và Kataib Hezbollah không hài lòng về cách tiếp cận đó của Tehran. Đây là lần đầu tiên Kataib Hezbollah công khai tuyên bố dừng tấn công mục tiêu Mỹ ở Trung Đông. Kataib Hezbollah có quan điểm ủng hộ lực lượng Hamas của người Palestine ở dải Gaza. Kataib Hezbollah là nhánh mạnh nhất thuộc Liên minh Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, bao gồm các nhóm vũ trang cứng rắn người Shiite có vai trò lớn cho cuộc chiến chống khủng bố IS. Cuộc biểu tình của nông dân Pháp vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Những người nông dân đang tiến gần tới thủ đô Paris hơn để thực hiện kế hoạch bao vây thủ đô. Đoàn máy kéo do những người nông dân điều khiển đi dọc theo đường cao tốc hướng về phía thủ đô Paris. Đây là ngày thứ hai họ thực hiện việc phong tỏa và chặn đường cao tốc, với mong muốn chính phủ phải có biện pháp hỗ trợ và đảm bảo thu nhập cho người nông dân, đồng thời xem xét bãi bỏ những đạo luật môi trường hà khắc tới từ Liên minh châu Âu EU. Số lượng các cuộc biểu tình đòi quyền lợi của nông dân trên khắp châu Âu ngày càng gia tăng trong những ngày gần đây. Ngoài Pháp, biểu tình cũng đã được tổ chức tại một số nước khác như Đức, Ba Lan và Bỉ. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn nguồn tin trên cho biết, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden đã phác thảo kế hoạch ứng phó, theo đó sẽ tập trung vào quan điểm của ông Trump về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, trong đó có đề xuất của ông về việc bãi bỏ đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng, Affordable Care Act, cũng như việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao gây tranh cãi. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã giành chiến thắng trước bà Nikki Haley với cách biệt ở mức hai con số.
Như vậy, nhiều khả năng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là trận tái đấu giữa đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù bà Nikki Haley tuyên bố không bỏ cuộc, nhưng khó có thể lật ngược tình thế trong cuộc đua trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử. Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden cũng nhận định kết quả bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire cho thấy thực tế rõ ràng và không thể phủ nhận là ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cử tri trung thành. Bên cạnh việc chuyển trọng tâm tranh cử, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden cũng bổ sung thêm nhân sự. Theo đó, hai trợ lý hàng đầu trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Biden là bà Jen O'Malley Dillon và ông Mike Donilon đã rời Nhà Trắng để hỗ trợ nhóm vận động tranh cử năm 2024. Về phía Đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden đề cao quy định mới. Theo đó, bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 2 tại bang South Carolina, chứ không phải Iowa hay New Hampshire, với quan điểm cho rằng những cử tri da màu tại South Carolina vốn có đóng góp quan trọng trong chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020, hiện vẫn có vai trò quan trọng. Tổng thống Biden đã không vận động ở bang New Hampshire và tên của ông cũng không xuất hiện trên lá phiếu, mà hiện chỉ có hai ứng cử viên chính là nghị sĩ Dean Phillips và nhà văn Mariana Williamson. Tuy vậy, rất nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ ở New Hampshire ủng hộ có tên Tổng thống Biden trên lá phiếu và hy vọng ông sẽ chiến thắng dễ dàng. Thay vì tập trung vào New Hampshire, Tổng thống Biden cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến bang Virginia để bảo vệ vấn đề quyền phá thai, vấn đề mà Đảng Dân Chủ cho rằng sẽ giúp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh những thành tựu kinh tế đạt được dưới thời Tổng thống Joe Biden khi chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ bắt đầu. Cuộc thăm dò toàn quốc với 1.250 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden với tỷ lệ 40%, 34%. Số còn lại không chắc chắn hoặc dự định bỏ phiếu cho ứng cử viên khác hay không bỏ phiếu cho người nào. Cuộc thăm dò có sai số là 3 điểm phần trăm. Điều đó thể hiện một lợi thế cho cựu Tổng thống Trump sau khi cuộc thăm dò của Reuters IPFOS được tiến hành trước đó vào đầu tháng 1 này cho thấy ông và ông Biden hòa nhau. Khi Trump dễ dàng đánh bại đối thủ chính duy nhất còn lại trong Đảng Cộng hòa của ông là bà Nikki Haley ở bang New Hampshire vào hôm 23 tháng 1. Khoảng 67% số người được hỏi thăm dò từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 cho biết họ mệt mỏi khi nhìn thấy những ứng cử viên giống nhau trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và muốn có một người mới. Tuy nhiên, chỉ 18% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu nếu ông Biden và ông Trump là ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Bản thân hai ứng cử viên dường như đã sẵn sàng cho một cuộc tái đấu sau chiến thắng liên tiếp của ông Trump ở bang Iowa và bang New Hampshire, với việc Nhà Trắng coi ông Trump là một kẻ thách thức dễ bị đánh bại, và ông Trump tức giận vì bà Haley không rời khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngay lập tức. Ông Trump dẫn trước 6 điểm phần trăm, ngay cả khi những người được hỏi được quyền lựa chọn bỏ phiếu cho các ứng cử viên thứ ba, bao gồm cả nhà hoạt động chống vaccine Robert Frank Kennedy Jr. Trong đó, Trump thu hút được 36% ủng hộ, ông Biden 30% và ông Kennedy 8%. Hơn 50% số người được hỏi cho biết họ không hài lòng với hệ thống hai đảng của Mỹ, trong khi chỉ 25% người được hỏi hài lòng với hệ thống này. Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy nhiều dấu hiệu về việc cử tri không hài lòng với lựa chọn của mình. 70% số người được hỏi, bao gồm khoảng một nửa thành viên Đảng Dân Chủ, đồng ý với tuyên bố rằng ông Biden không nên tái tranh cử. 56% số người trả lời cuộc thăm dò cho rằng ông Trump không nên tranh cử, trong đó có khoảng 1/3 là thành viên Đảng Cộng Hòa. Ông Biden đã bị đè nặng bởi quan điểm rộng rãi rằng ông đã 81 tuổi, là người lớn tuổi nhất từng làm Tổng thống Mỹ, và ông đã quá già để đảm nhận công việc này. 3/4 số người tham gia cuộc thăm dò đồng ý với nhận định rằng ông Biden đã quá già để làm việc trong chính phủ. Trong khi đó, một nửa cũng nói như vậy về ông Trump, 77 tuổi. Theo đó, ông Trump cũng sẽ là một trong những nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của Mỹ nếu ông trở lại Nhà Trắng. Trong nội bộ Đảng Dân Chủ, hơn 50% số thành viên đảng cho rằng ông Biden đã quá già, trong khi tỷ lệ trong Đảng Cộng Hòa nhìn nhận ông Trump theo hướng này là khoảng trên 30%. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới ông Trump, theo đó 55 thành viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc thăm dò cho rằng ông nên bị kết tội và kết án tù nếu vi phạm luật. Ông Trump, người hiện đang phải đối mặt với 4 vụ truy tố hình sự, đã tranh luận trước tòa rằng ông nên được miễn truy tố vì những hành động đã thực hiện khi ông còn là Tổng thống Mỹ. Hầu hết thành viên Đảng Cộng Hòa không cho rằng ông có tội. Có tới 4/5 số người nói rằng các đối thủ chính trị của ông đang lạm dụng luật pháp để làm trạch hướng nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông.
Theo bình luận của hãng tin AFP ngày 25 tháng 1, đã qua lâu rồi thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden tự tin dạo bước trên đường phố Kiev vào tháng 2 năm 2023, đóng vai trò là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine liên quan đến cuộc xung đột với Nga. Gần một năm sau lần xuất hiện đó, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt trong cuộc đua tái tranh cử khi sa lầy vào một cuộc chiến bế tắc này và chật vật ứng phó với sự biến động của một cuộc chiến khác. Cuộc xung đột ở Gaza đe dọa lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông bất cứ lúc nào. Trên thực tế, cuộc xung đột Israel-Hamas đã lan ra Biển Đỏ và Vịnh Aden khi lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tấn công các tàu trong khu vực và các nhóm vũ trang khác đã nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria. Các sự kiện đã châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ. Mỹ không có chiến tranh, nhưng việc vướng vào nhiều mặt trận xung đột, cộng với cuộc khủng hoảng người di cư đang diễn ra dọc biên giới Mỹ-Mexico, không phải là môi trường lý tưởng cho Tổng thống Biden khi ông tăng cường chiến dịch tái tranh cử vào tháng 11 tới. Và thậm chí tình hình còn tệ hơn đối với Tổng thống Biden khi đối thủ sáng giá từ Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, đã lấy sự bất ổn toàn cầu này làm cái cớ để tấn công ông Biden là yếu đuối. Theo cố vấn của Đảng Dân Chủ Melissa DeRosa, cảm giác bất ổn do những xung đột trên gây ra, chưa nói đến vấn đề an ninh biên giới, sẽ đóng một vai trò nhất định trong cuộc bầu cử này. Bà DeRosa nói, tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề đối với Tổng thống Biden và là điều mà ông Trump tiếp tục khai thác. Nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng di cư mà bà gọi là Gordon Asin của Tổng thống Biden khi số lượng người di cư kỷ lục đã vào Mỹ trong những tháng gần đây. Chính sách đối ngoại trước đây chỉ đóng những vai trò nhỏ trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Và ngoại trừ những diễn biến lớn, những nguyên tắc cơ bản đó khó có thể thay đổi vào năm 2024. Nhưng ông Trump, người có ưu thế giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, đang chuyển nỗi lo lắng xung quanh sự bất ổn toàn cầu thành lợi thế của mình. Một thông điệp có tác dụng tốt đối với những người ủng hộ ông Trump. Tony Ferratello, kiến trúc sư và là cử tri bang New Hampshire, nói với AFP trước cuộc bầu cử sơ bộ của bang hôm 23 tháng 1 rằng các thực thể nước ngoài tôn trọng Trump nhiều hơn và sợ ông ấy hơn người hiện đang đứng đầu Nhà Trắng. Tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đối với chính sách đối ngoại đang ở mức thấp. 58% nói rằng họ không tán thành cách ông xử lý các vấn đề quốc tế so với 36% tán thành, theo cuộc thăm dò từ tháng 12 đến tháng 1 từ trang Real Clear Politics. Đó là một tín hiệu không tốt đối với Tổng thống Biden, vốn tự cho mình là một người có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, khi có 8 năm làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới với tư cách là Phó Tổng thống thời Barack Obama và nhiều nhiệm kỳ với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Hơn nữa, ông Biden tự hào vì đã phục hồi các liên minh quốc tế, bao gồm cả NATO và ở châu Á, sau khi dành phần lớn thời gian trong chiến dịch tranh cử năm 2020. Để cam kết đưa nước Mỹ trở lại sân khấu thế giới sau những năm ông Trump theo chủ nghĩa biệt lập và hỗn loạn. Nhưng những khó khăn liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine vẫn còn rất lớn vì ông Biden đã nỗ lực khẳng định mình là người lãnh đạo một liên minh đa quốc gia rộng lớn hỗ trợ Kiev sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022, đồng thời tránh đối đầu trực tiếp giữa Washington và Moscow. Giờ đây 2 năm đã trôi qua, Tổng thống Biden đang phải đối mặt với sự mệt mỏi của các nghị sĩ và cử tri không chắc chắn về việc tiếp tục viện trợ cho cuộc chiến của Ukraine mà không thu được lợi nhuận rõ ràng từ khoản đầu tư của họ. Tại Quốc hội Mỹ, các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa liên kết hai vấn đề này với nhau, đề nghị hỗ trợ viện trợ cho Ukraine để đổi lấy các chính sách nhập cư cứng rắn hơn ở biên giới phía Nam. Vấn đề phức tạp hơn nữa là sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Biden đối với cuộc chiến của Israel với Hamas. Điều này đã khiến ông phải hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ những người ủng hộ ông và những người khác thuộc cánh tả. Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã ngắt lời Tổng thống Biden nhiều lần hôm 23 tháng 1 trong bài phát biểu về quyền phá thai, một vấn đề mà Tổng thống đang coi là trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của mình. Sự căng thẳng đó có thể quay trở lại tác động với ông Biden vào tháng 11 tới tại các bang chiến địa quan trọng như Michigan, nơi có đông người Ả Rập và Hồi giáo, cũng như trong số các cử tri trẻ, cả hai nhóm có nhiều khả năng phản đối cách xử lý cuộc chiến của Tổng thống Biden. Ngoài ra, chưa kể đến tiềm năng của một mặt trận khác, ở bán đảo Triều Tiên, khi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày càng xấu đi, Victor Cha và Andrew Lim tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cảnh báo, Triều Tiên có xu hướng gia tăng các hoạt động trong những năm bầu cử ở Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Tạp chí Việt Times. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.